bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của năm loại mắt có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của năm loại mắt có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của sáu phép thần thông có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của sáu phép thần thông có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của mười lực phật có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện, Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dỗng không chẳng phải có của mười lực Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng. Không thiện hiện, Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dỗng không chẳng phải có của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại giả, mười tám pháp Phật bất cộng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xà 18 pháp phật bất cộng có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của pháp không quên mất có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có, của Pháp không quên mất. Có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng. Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có, của tánh luôn luôn xả, Có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng. Không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của tánh luôn luôn xả có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật tánh chẳng tự tại rỗng không chẳng phải có của trí nhất thiết có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của trí nhất thiết, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có, của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không chẳng phải có, của tất cả pháp môn đà la ni, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc Chắc thật tánh chẳng tự tại dũng không chẳng phải có của tất cả pháp môn đà la ni có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện